Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin trong bản tin Thế giới nghe của chúng tôi. Thưa quý vị, 39 bang của nước Mỹ đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 mới gia tăng một cách nhanh chóng trong những ngày gần đây. Trong đó, 15 bang ở Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong 4 ngày đầu tiên của tháng 7. Riêng tại bang miền Nam Florida đã chứng kiến số ca nhiễm mỗi ngày tăng lên 10.000 ca trong vòng 3 ngày liên tiếp. Tỷ lệ lây nhiễm cũng gia tăng tại một số bang khác bao gồm Arizona, California và Texas. Nguyên nhân gia tăng số ca nhiễm tại một số bang ở Mỹ được cho là người dân đã quá chủ quan và không thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Trong bài phát biểu kỷ niệm Quốc khánh nước Mỹ vào ngày 4 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể có phương pháp điều trị hoặc vaccine chống COVID-19 vào cuối năm nay. Và tới thời điểm hiện tại, Mỹ tiếp tục đứng đầu thống kê toàn cầu với gần 3 triệu ca nhiễm mới và 132.000 ca đã tử vong do COVID-19. Nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2, một công ty ở Mexico đã đưa vào sử dụng dịch vụ chuyển phát bằng máy bay không người lái để hỗ trợ việc vận chuyển thiết bị y tế cho các bệnh viện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ. Công ty Synchronia Logistica có trụ sở tại Mexico đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái để cung cấp đồ bảo hộ cá nhân và các thiết bị thiết yếu khác cho các bệnh viện công ở bang Querétaro, phía bắc thủ đô Mexico City. Máy bay không người lái sẽ giúp việc vận chuyển các thiết bị một cách nhanh chóng, đồng thời làm giảm sự tiếp xúc, tránh lây lan virus. Ngoài việc tiết kiệm thời gian, chúng tôi còn giảm sự tiếp xúc của con người. Đây là công nghệ máy bay không người lái. Chúng tôi không cần sử dụng phi công, thay vào đó chúng tôi chỉ cần gửi nó đến bãi đậu. Ở đó nhân viên sẽ nhận hàng hóa và sẽ không có bất kỳ sự tương tác nào giữa người với người. Thông thường, công ty này sẽ sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển gel kháng khuẩn, khẩu trang, găng tay, tấm chắn giọt bắn và các vật dụng cơ bản khác cho nhân viên y tế. Trước đó, các nhân viên y tế Mexico đã biểu tình trên toàn quốc phản đối tình trạng thiếu đồ bảo hộ cá nhân trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Mexico hiện ghi nhận hơn 238.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 29.000 ca tử vong. Tại Viện Bảo tàng Công nghệ Vladimir Zadorozhny ở Krasnogorod, Moscow, Nga, đang diễn ra một cuộc triển lãm xe hơi đặc biệt để giới thiệu những chiếc xe hơi đã từng được các nhà lãnh đạo Liên Xô và Nga sử dụng trong các cuộc duyệt binh diễu hành từ những năm 1940 trở lại đây. Trong số những chiếc xe hơi diễu hành, chiếc xe này Zis-110 thu hút sự chú ý nhất bởi nó là chiếc xe hơi diễu hành đầu tiên được Liên Xô sử dụng thay cho ngựa trong các cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ vào năm 1955. Dưới thời Liên Xô trước đây, tổng cộng có 2.860 chiếc Zis-110 được xuất xưởng. Một số xe sản xuất dành riêng cho các nhà lãnh đạo, còn lại đa số dùng để phục vụ nhân dân. Loại xe hơi này không chỉ phục vụ các nhà lãnh đạo mà còn phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như dùng làm xe cấp cứu, xe taxi. Năm 1960, xe Ju-11V ra đời, trở thành ngôi sao mới thay thế dòng xe Zis-100 trong các cuộc duyệt binh quân sự. Được coi là mẫu xe hàng đầu thế giới thời bấy giờ, cả về nội thất và thiết kế hình dáng, chiếc xe mui trần màu xanh nhạt này luôn được người Nga yêu thích. Tôi thích xe này lắm. Đầu tiên, nó rất to và rất khỏe. Thứ hai, nó trông rất đẹp. Màu chrome bạc khiến cho nó trông rất cao cấp. Sau các loại xe Jeep, tới năm 2010, mẫu xe Aurus 115 lần đầu tiên ra mắt trong cuộc diễu hành mừng chiến thắng năm 2019. Là thế hệ thứ 5 của mẫu xe này, chiếc xe mang đậm phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được phong cách diễu hành riêng có của dòng xe diễu hành. Chúng tôi hạ sàn, hạ phần này nữa và bổ sung chất liệu chống trơn trượt. So với xe nguyên bản thì xe này thực sự thuận tiện hơn nhiều. Năm nay, chiếc Aurus 115 một lần nữa được vinh dự diễu hành qua lễ đài trên quảng trường đỏ nhân kỷ niệm 75 năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới nghiêng của chúng tôi hôm nay tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.